Happy Wednesday. I just got off of work, and nothing makes me more happy than having a good dinner. So nice day at work today. Made a bit of tips, so every time I work hard, I enjoy by treating myself to eating good food. So right now, I am at Ginger restaurant on Weston Road and 401, and I'm just going to show you some of the appetizers that I'm trying right now. Thì không có gì hạnh phúc bằng sau một ngày làm việc mệt mà có đồ ăn ngon hết các bạn. Hồi xưa thì thật sự là theo vì ăn cơm ở nhà mẹ nấu, nhưng mà bây giờ mẹ về Việt Nam rồi cho nên không có nấu ăn, cũng không biết nấu ăn ngon, cho nên chỉ có biết ăn check out ở ngoài. Nhưng mà theo vì rất thích ăn ốc hoặc là ăn cái gì mà đồ nó không phải là gọi là đồ nhậu, tại vì đồ nhậu thì cứ nghĩ phải uống bia, nhưng mà cái này là chỉ là cái đồ ăn appetizer thôi. Thì Curly đang ở tiệm Ginger. Thì ở đây là Curly thích nhất cái món bún riêu. Thì mỗi lần thèm bún riêu là Curly lên đây Curly ăn. Nhưng mà hôm nay cô chủ cho biết rằng là có những cái món ốc. Nhưng mà đặc biệt rằng khi mà Curly hỏi thì cô chủ nói rằng là cổ không có bán những cái món này. Cổ chỉ cho thử thôi. Cho nên Curly thì rất là thích ăn những cái món ốc. Cho nên Curly chia sẻ với các bạn thấy nha. Nếu mà có ai đó bụng á thì Kelly xin lỗi. Nhưng mà hồi xưa thì Kelly cũng không có ăn ở ngoài nhiều, nhưng mà sau khi làm lễ hội Taste Việt Nam rồi ngon quá các bạn, đi nước mía uống cái này rất là nhớ Việt Nam. Sau khi làm lễ hội Taste Việt Nam rồi thì Kelly đã gặp gỡ và quen biết được rất nhiều chủ tiệm chủ Việt Nam, những nhà hàng Việt Nam. Thì từ Taste Việt Nam tới giờ là đi ăn ở ngoài không à, tại vì ở nhà mình nấu không được, nấu cũng không ngon, cho nên thôi mình đi ra ngoài để ủng hộ các anh chị nhà hàng. Thì đây hôm nay có một cái món ốc thì Kelly giới thiệu cho các bạn nghe coi nha. Rồi dạ không dạ anh chị dạ không có một tô bún riêu với bánh cuốn thôi mà thôi, nhưng mà đồ của chị mua nhiều lắm à. Chị cho hết thôi, mỗi lần mà chị không, mà phải đem về không à? Ô ăn chung hả? Ok rồi, có nghĩa là chị ăn cơm chung tụi em đúng không? Ok rồi, đó là cô chủ. Cô chủ rất là dễ thương và rất là ngầu, rất là hoạt bát và rất là friendly. Thì đó là chị Jenny ở bên kia, đó cô chủ đó. Thì các bạn thấy hấp dẫn ghê chưa? Đây nè, đó, cái này là ốc hương. Kelly rất là thích những cái món ốc này. Cho nên các bạn biết không, thật sự không sợ làm cực, chỉ sợ không có đồ ăn ngon ăn thôi. Cho nên mỗi lần mà Kelly đi làm á, Kelly chỉ mong hết giờ làm việc ngày hôm đó mà có làm cực cỡ nào cũng không sợ, chỉ cần kiếm được một chút xíu tiền chip để mà đi ăn vặt là thấy đời hạnh phúc rồi. Thì đây là món Kelly cũng rất là thích đó. Salad này ăn rất là ngon các bạn, nó tóm lại là ai nấu thì Kelly ăn cũng thấy ngon hết. Rồi thì bây giờ các bạn biết không, sẽ ngồi thưởng thức. Các bạn đợi Kelly tí xíu. Hi Susan, how are you? Yes. Yes, I received your email. I sent the e-transfer as well. Oh, okay, I'll check again because I sent you twice. Okay.
send you again. If you don't get it by in 5 minutes, please let me know. Because I sent it twice already. Thank you. Okay, thank you. Okay, I send it to you again. If you don't get it in 5 minutes, please tell me. Yes, I will move in at 8 a.m. to 10 a.m. on Saturday. Yes, you. Yes, you say you say move in. Okay. Okay, I will read it again carefully. Okay. Thank you. It's Calorie Susan. Thank you for going out of your way to do so quick. We appreciate it. I know. Yes, I can't wait to see you. Okay, take care. I send you now. Bye-bye. Hôm nay lại thêm tin vui nữa. Cuối tuần này sẽ bận là tại vì mỗi cuối tuần là đều có cái festival để mà bán gian hàng. Chị xin cái tô để xay hai cái mấy cái tô đen đi bác. Chị kêu. Tại sốt thần thánh này. Sốt thần thánh hả? Không phải thì mỗi lần chị làm đi làm sẵn thì nó đứa nào muốn ăn cái nó sắp về. Các bạn thấy dễ thương nghe chưa? Sốt thần thánh nè. Có nghĩa là cái sốt này chấm những cái rau quả hay là đồ để rất là ngon. Cho nên các bạn nào mà có tinh thần ăn uống như Kelly thì ghé thử tiệm Ginger. Cái này mới là hấp dẫn mà các bạn. Nhìn ngon nghe chưa? Chào em. À, cuối tuần này thì hội Better Future for Kids và Áo Dài Canada sẽ có bán gian hàng ở Dragon Festival ở Nathan Willow Square, nên các bạn xin ghé thăm. Có bán áo dài rất là đẹp của nhà thiết kế Petrali nè, có bán vòng đèn vì sắp tới Trung Thu rồi có bán những trò chơi cho con nít và những cái quà lưu niệm, và tất cả số tiền này sẽ dùng cho giúp bé đến trường. Vì thế cuối tuần này nếu mà các bạn không bận thứ bảy chủ nhật thì xin ghé thăm gian hàng gây quỹ của Better Future for Kids và Áo Dài Canada. Có hơn 200 chiếc áo dài rất là đẹp cho nam, nữ và cho trẻ em nữa. Thì xin mời các bạn đến ủng hộ nhé. Rồi, Kelly xin chia sẻ với các bạn. Đây, rào. Cảm ơn chị. Ở đây đặc biệt đó, các bạn là tô bún riêu nó bự như tầm đầu của Kelly nè, thấy không? Đó, cái đầu của Kelly còn không bự bằng cái tô bún riêu này. Biết thần không nhớ sốt thần thánh mà một dĩa rau rất là hấp dẫn. Theo thì đi rất là nhiều tiệm ăn bún riêu nhưng mà không có bắp chuối, cho nên ở đây có bắp chuối, có mắm ruốc, ăn vô là cái miệng thơm bắt mắt luôn các bạn. Thì nói thật là sau khi thấy Việt Nam mà theo thì từ ham ăn thành rất là ham ăn, cho nên đi ăn ở ngoài mà ghiền luôn rồi. Tại vì thứ nhất là mình ở nhà mình nấu không được, không có thời gian nấu, mà nấu không ngon rồi xong rồi nấu hư rồi bỏ uổng, cho nên thôi đi ra ngoài ăn cho nó lành. Đây các bạn, cái này là một trong những món mà tôi rất là thích, hạnh phúc lắm luôn á các bạn. Thơm lắm luôn các bạn ơi. Thường thường á, những cái món này là thôi chỉ có thể ăn ở Việt Nam thôi. Ở Việt Nam á, khi mà đi mission trip ban ngày, nhưng mà buổi tối á, mẹ Kelly và các bạn trong nhóm tôi dẫn đi ăn hàng ở ngoài chợ. Trời nóng muốn chết, 40, 30 độ,
ngồi chậm hỏm ở ngoài chợ mà ăn chảy nước mồ hôi đồng đồng vậy các bạn, nhưng mà rất là hạnh phúc. Cho nên qua đây á không có những cái quán ốc, cho nên ở tiệm trên trời có bán những cái món ốc này rất là ngon các bạn. Hạnh phúc quá các bạn ơi, rất là ngon. Hạnh phúc quá. Rồi. Ăn bún riêu á thì nói thật với các bạn là Kelly lớn ở đây từ bé tới lớn, cho nên thật sự mấy này Kelly không biết. Mà đối với những anh chị mà đã ở Việt Nam thì cái này nó rất là bình thường. Mà riêng với Kelly là thế hệ thứ hai lớn lên ở đây thì những cái này hồi xưa Kelly thật sự không biết và Kelly phải học. Cho nên bây giờ Kelly chia sẻ lại cho những bạn nào cũng giống như Kelly hồi xưa mà sanh rẻ ở đây, không có gì về Việt Nam, để mà thích những cái món ăn Việt Nam mình. Rồi đây là mắm guốc với chút ớt, ai ăn cay nhiều thì cho nhiều vô. Mắm guốc này rất là mặn các bạn, cho nên bỏ từ từ nha, ham mà bỏ nhiều quá là nó mặn chát. Theo thì chị thích ăn rau chín, cho nên bỏ vô những cái bắp chuối này các bạn. Và đây là cái tô bún riêu, các bạn thấy không? Và đây là nước mía. Hồi xưa theo người không thích uống nước mía, nhưng mà từ lúc về Việt Nam uống ở ngoài chợ là bây giờ là thích nước mía và nước chanh dây. Cái tô bún riêu này các bạn nó bự nhà báo luôn, ăn vô là đi không nổi. Ở Việt Nam thì họ có cho mình cái tâm á, mình thử nó ra. Hơn nữa ở Việt Nam theo thì có ăn cái con ốc len xào dừa nè, sò huyết chấm mỡ tỏi đó, những cái món đó rất là ngon. Hồi nãy chị trên nhiều quảng cáo là cái nước này là sốt thần thánh để theo người ăn được. Sốt thánh này ngon gì các bạn? Còn trong một trong cái đặc trưng của những cái món ăn Việt Nam của chúng ta là không thiếu được những cái món chấm. Nhờ những cái món chấm á, nó làm cho cái đồ ăn càng ngon hơn.
đúng không bạn? Đúng là sốt thần thánh thiệt. Các bạn có gì đó phải ghé để thử những cái món ốc này, rất rất là ngon. Đáng lẽ là phải bắt chước như mấy người mà lịch sự phải cắt bằng đũa ăn, nhưng mà thôi thì thấy nó lâu quá rồi, thôi thì bắt tay cho nó mẹ. Sốt thần thánh thiệt á, ngon á chị. Đặc biệt nha. Nè, rau ăn như là cái này. Dạ, em có không muốn đi được rồi, chị ăn đi. Cảm ơn. Bắt cười quá các bạn. Chị Jenny á thì nấu một cái món ăn nhà hàng rất là ngon. Mà không ăn đồ nhà hàng của mình, đi nấu canh bầu, thịt kho, cái thịt kìa, thịt mà ăn cơm tối, ăn cơm gia đình. Các bạn phải thử cái món sốt này, rất là ngon. Bởi vậy các bạn ốm không nổi. Từ lúc mà tham gia Thế Việt Nam á, nói thật với các bạn á, cái lễ hội Thế Việt Nam làm cho lì mập lên cũng gần 13 ký. Làm khuya đói bụng cũng ăn, lo âu buồn cũng ăn. Bình thường người ta buồn thì người ta không ăn, còn theo thì ngược lại, theo thì vui thì theo thì không ăn, mà theo thì buồn thì theo thì ăn rất là nhiều. Cơm đây. Dạ chị cứ tự nhiên. Nguyên đáng tiền. Dạ chị cứ tự nhiên. Nó có mấy nhiều nhiều cơm nó ăn nó sẽ đấy. Hạnh phúc lắm các bạn thôi nè. Rất rất là ngon nước sốt này. Ở đây gọi cái nước sốt này là nước sốt thần thánh mà ngon thiệt. Ginger restaurant on Western Road and 401. They have delicious appetizers. If you love seafood, they have these great clams and really good dishes. Tonight, I'm having bún riêu. So bún riêu is one of my favorite dish here. And it's like a crab-based soup. And it's really good. So if you're hungry, you can drop by and experience some Vietnamese dishes. So I'm gonna go enjoy my food now, and I'll see you in the next video. Bye everyone! Bye! Good night!